chào mừng anh em quý chú đã quay trở lại với kênh youtube của em đồng hồ ở video ngày hôm nay thì em đồng hồ sẽ lên cho anh em một cái dòng sản phẩm đồng hồ seiko mà bên em duy mới san về với một cái phiên bản uh, siêu nước như thế này em về thì nó là một cái phiên bản uh, em san về trước này thì nói chung là rất là khó để san về tại thị trường việt nam và trước này là em mua ở bên thị trường nhật về với cái tình trạng đó là hàng notebook uh, tức là hàng không hộp sổ thẻ các bác nhé uh, đối với bên em duy thì uh, hàng tình trạng nó như thế nào thì bên em sẽ Uh, tư vấn cho khách như thế chứ uh, Đây là một chiếc em vừa mới về luôn nhé Em vừa mới về luôn và em uh, nên video cho anh em luôn Chưa có mở máy hay là không có Chưa có spa gì đâu Tình trạng hàng nó như làm sao Nó về như làm sao em bóc ra Em nên video cho anh em y như thế luôn anh em nhé uh, Với dòng sản phẩm này em săn về Rất là khó săn này Bởi vì sao uh, Phiên bản này nó là một cái phiên bản Của nhà Seiko đã ngừng sản xuất rồi anh em nhé Một cái phiên bản đã ngừng sản xuất Với mã của em nó là SARB033 Uh, nó sẽ có một cái form dáng có thể nói là nếu như mà anh em nào mà là tín đồ của Seiko thì nó sẽ có uh, một cái thiết kế uh, giống rất giống với những cái phiên bản uh, Grand Seiko đời đầu như là uh, SBGR001 hoặc là 003 ấy. Uh, bởi vì là cái thiết kế thật sự là với các bác là nó quá là giống, giống đến khoảng độ tầm 85 năm đến 90% so với nguyên bản của Grand Seiko. Đó uh, và khi mà các bác, các chú là chưa đủ điều kiện để chúng ta có thể là mua và sở hữu được một em Grand Seiko Thì em nghĩ là với phiên bản này thì uh, ở bên uh, nước ngoài người ta còn hay gọi với phiên bản này Nó là một uh, phiên bản baby, uh, baby Grand Seiko Tức là một cái phiên bản tiểu Grand Seiko anh em nhé uh, Rất là khó tìm và để mà đến hợp tay của em cho video ngày hôm nay Thì uh, thật sự là bỏ ra rất là nhiều công sức để em mua về được Và sẽ có một cái điều giá rất là tốt cho anh em với cái phiên bản này anh em có thể xem qua Ở đây thì em sẽ để cho anh em mức giá với em này Một phiên bản hàng đã ngừng sản xuất Thì nó sẽ mang cái giá trị sưu tầm cao hơn Là chúng ta đeo chài đeo cối Nó sẽ là một cái giá trị sưu tầm Với phiên bản này thì giá mới của hãng thì em có xem qua Niêm yết đâu đó khoảng độ tầm 25-26 tiền Việt Còn ngày hôm nay thì em về với tình trạng tất nhiên rồi Hàng nước Uh, thì nó sẽ tiết kiệm hơn cho anh em với chú rất là nhiều để có thể lên tay và chơi với một cái phiên bản uh, tiểu Grand uh, Rất giống nhé Chiếc này thì uh, để cho anh em mức giá là 10 triệu 200 nghìn hàng notebook không hộp số thẻ Anh em các chú nào mà quan tâm đến cái dòng sản phẩm này thì cứ liên hệ sớm nhất để đặt hàng Với cái mẫu mã là SARB033 uh, Ngày hôm nay em về được nói chung là rất là đẹp nhá. Bảo hành cho anh em chú 5 năm Đó bảo hành 5 năm thì anh em chú cứ thoải mái mà lên tay bảo hành và hậu mãi với 5 năm, năm này thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em đầu tiên là năm thứ nhất là sẽ hỗ trợ cho anh em 100% chi phí về máy móc kể cả do những người dùng và từ năm thứ hai đến năm thứ năm thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em chú 50% chi phí spa làm đẹp đánh bóng lại đồng hồ cũng như là những cái chi uh, chi tiết khác về máy móc ở bên trong như là nao dầu nhá uh, với bảo hành thì anh em chú dùng cứ yên tâm đi đó chúng ta cứ có hỏng hóc gì thì cứ liên hệ lại cho em gì em gì hỗ trợ hết cho anh em đó Mức giá để cho anh em chiếc này 10 triệu 200 nghìn, một phiên bản tiểu granseco máy 6R nhá. đó Chiếc này thì nó ngừng sản xuất rồi, nên là với mức giá này thì em nghĩ đây cũng là một cái mức giá rất là hời và tốt cho anh em Bởi vì là nếu như mà hàng mới thì bây giờ anh em cũng không tìm được, rất là hiếm Hàng mới là nó đã ngừng sản xuất thì tất nhiên là tại thị trường Việt Nam như bây giờ thì nó đếm trên đầu ngón tay thôi, rất là ít hàng còn uh, thứ nhất là chúng ta chưa đủ điều kiện để chúng ta chơi một con uh, dòng sản phẩm cao cấp như là Grand Seiko thì uh, em nghĩ là đây là một chiếc uh, chúng ta có thể bù vào, uh, chúng ta có thể thêm vào cái bộ sưu tập của mình uh, để có thể là uh, đeo một chiếc nó nay nái giống với cái, cái bản Grand Seiko đó ví dụ như chúng ta đeo chúng ta nắc nắc như này thì chả ai uh, rất là ít người người ta có thể là uh, phân biệt được đâu là một phiên bản uh, thường và đồng một phiên bản Grand Seiko anh em nhé À, với cái tông màu chủ đạo chúng ta sẽ có một cái màu mặt đen piano đó, màu mặt đen piano với những cái chấm dạ quang ở trên những cái phần thân kim như thế này rất là đẹp cho chúng ta hỗ trợ nhìn đêm tốt mặt đen và kim cọc trắng thì đây là một cái phần thiết kế có thể nói là ăn điểm ăn điểm ăn đứt điểm cho mắt người dùng đó khi mà các 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 chú đeo thì nó sẽ tôn tai này đó, đặc biệt là nó sẽ có một cái vóc dáng khỏe khoắn và nam tính cho anh em chú chơi à, em này thì sẽ có một cái phần sai mặt nhé Sai mặt cho anh em nên luôn cho anh em chiếc này với size là sai uh, khoảng độ tầm uh, size 38. Size 38 được chưa anh em? Và độ dày đây em có là 11.4. Cùng với đó là cái phần càng của chiếc này thì nó rơi vào là 43.7. Uh, nói thật với anh em chú size uh, 38 như thế này thì anh em chú nên cổ tay không cần phải suy nghĩ về cái phần vấn đề cổ tay của mình. Đặc biệt là với các bác các chú nào mà cổ tay nhỏ nhá. Cổ tay nhỏ khoảng độ tầm 15 thì em nghĩ là các bác các chú cứ nên tay thoải mái đi, không cần phải lo no vấn đề gì đâu với một cái thiết kế size Uh, size 38 thì nên tay rất là chuẩn form và đặc biệt là nó dễ đeo cực kỳ uh, Tất nhiên là hàng nước thì nó sẽ có một số những cái vết xước rồi uh, Trước này thì em chưa có spa nên là những cái chi tiết nào của tình trạng đồng hồ thì nó vẫn còn giữ nguyên Các bác có thể xem qua tình trạng của nó thì nó sẽ có một vài những cái vết xước uh, Nhưng mà thay vào đó thì với mức giá 10 triệu 2 thì chúng ta sẽ tiết kiệm hơn uh, so với hàng mới nhé Hàng mới thì sẽ tiết kiệm hơn 10 triệu hơn mười triệu cho anh em chiếc này khoảng độ tầm 15 triệu đấy rất là cao được chưa anh em à, với một cái con phiên bản hàng sưu tầm giá trị cao như thế này thì anh em mua về thứ nhất là anh em uh, ít đeo cũng được hoặc là anh em các chú đeo đi làm đó đi làm thì em nghĩ là chiếc này cũng rất là ok nhá đó khỏe khoắn và nam tính cực kỳ luôn đặc biệt là với một cái mức giá 10 triệu hai nó sẽ tiết kiệm cho họ cho anh em chú hơn rất là nhiều so với hàng mới và đặc biệt là hàng mới thì bây giờ tìm nó không còn thật sự là em uh, săn săn ở bên uh, nhật em mua ở bên nhật về thì thật sự là À, hàng mới á, là trước này đã ngừng sản xuất nên là hàng mới thì tất nhiên là nó rất là hiếm rồi đó còn đa số là hàng nước như thế này nhưng mà nước mà để một cái tình trạng nước đẹp như thế này thì em nghĩ là um, các bác các chú đáng chơi và rất là đáng sưu tầm nhé một cái phiên bản là kim cọc thiết kế nổi khối đẹp sáng dễ đeo và đặc biệt là có dạ quang ở những cái bộ cọc số và kim giờ kim phút chúng ta cũng đều có dạ quang thiết kế này là một cái thiết kế dòng dress squad cổ điển này của nhà Seiko với cái dòng máy 6 r thì chúng ta sẽ có là thiết kế ba kim một nịch thiết kế này thì nếu như mà anh em chú nào mà nhìn lướt qua thì thấy nó đơn giản đúng không ạ nhưng mà khi mà chúng ta càng nhìn kỹ thì nó sẽ càng ăn điểm hơn trong mắt người dùng cũng như là người người nhìn khi mà nhìn vào trước này thì nó ăn điểm thật sự rất là đẹp kể cả các bác mà có phối với vest hay là sơ mi đó thì cũng rất là ôm tay và chuẩn form nhá thật sự là nên tay nên tay thì nó sáng ra cực kỳ luôn mặt đen mà anh em nó mặt đen với những cái chi tiết có thể nói là thiết kế rất là đẹp và tinh tế sắc cạnh của nhà Seiko chúng ta sẽ có thiết kế là một ô nịch được đặt ở góc hướng 3 giờ và chiếc này thì sẽ có là dòng chữ Japan cỗ máy là 6 r 15 sẽ có logo Seiko ở góc hướng 12 giờ cho anh em và được trang bị tất nhiên là một bộ à, mặt kính sapphire nguyên khối rồi chống trời xước tốt cho anh em chủ chúng ta Uh, mức giá 10 triệu 2 cho anh em chiếc này Thật sự rất là hời với size là size 38 nhé Đó size 38 Và một cái điểm mà em thấy nhé Một cái điểm mà em thấy cực kỳ là ăn điểm Ở trên chiếc này Đó kể cả uh, cho người dùng Thì chiếc này thì nó sẽ có một cái thiết kế phần càng ấy Nó cong, nó cong vòm như thế này Thì nó sẽ tạo cho cái người đeo uh, Một cái cảm giác ôm tay hơn Đó so với những cái, cái phần càng thoải ra anh em nhé Và đặc biệt là từ đấy thì cái phần càng nó cong vòm như thế này thì khi mà anh em cổ tay nhỏ thì tất nhiên là đã có thể đeo được rồi nó không cần phải cổ tay quá là to cái này thì là một cái điểm cộng rất là lớn cho những anh em nào mà cổ tay nhỏ hay là các bác chú cổ tay nhỏ mà đang tìm, săn tìm một phiên bản giống uh, khoảng độ tầm 90% so với cái phiên bản Grand Seiko thì em nghĩ là đây là một cái chiếc các bác rất là đáng để lên tay và uh, chúng ta bỏ ra một cái mức tiền 10 triệu 200 nghìn thì đây là một cái mức tiền uh, có thể nói là đáng để sưu tầm thoải mái cho anh em rồi Uh, núm chảy thì sẽ có là núm chảy được đặt ở góc hướng 3 giờ và sẽ có khía cạnh sẽ có logo chữ S của nhà Seiko với chiếc này thì chúng ta sẽ có là mặt đáy hở với phần bố văng uh, của nhà Seiko như thế này nhé bố văng này thì sẽ là bố văng nạp cốt hai chiều với cỗ máy 6R15C chúng ta sẽ có là Twenty 23, 23 chân kính 21.6 tần số dao động và chức cốt tối đa của chiếc này là 50 giờ cho anh em với những cái chi tiết đánh phay xước và đánh vân thớ rất là đẹp ở cái phần mặt đáy như thế này ngoài ra chúng ta sẽ có một số những Thông tin ở cái viên cây spike là chúng ta sẽ có là dòng chữ Make in Japan này. Chiếc này thì nó sẽ có đai sốc chống sốc bảo vệ trục bánh nắc ở bên trong cho cái chiếc đồng hồ chúng ta nó hoạt động tốt hơn và cái độ sai số nó ổn định cho phép nha anh em nhé. Chúng ta sẽ có 23 jewel, 23 chân kính, Seiko, dòng máy máy cơ automatic, uh, Water resistant cho nước 13 tương đương với 100 mét nước cho chúng ta đi mưa tắm giặt rửa tay bơi nội thoải mái cho anh em chú luôn. À, cùng với đó là một bộ thân thép không dỉ 316 chống mày mòn, chống sức giam và chống oxy hóa tốt Với cái bộ thân thép này thì nó sẽ uh, chống được một số những cái tác nhân uh, Với cái uh, môi trường điều kiện khắc nghiệt như là nước hoa, mồ hôi hay là nước biển Nên là anh em uh, sở hữu được một chiếc, uh, một uh, dòng sản phẩm đồ hồ của nhà Seiko mà nó lại bền nữa anh em nhé uh, Đặc biệt là chiếc này thì nó sẽ là máy cơ, uh, có hỗ trợ có tay uh, có dường kim dây khi chỉnh giờ và... À, sẽ có nên có tự động cho anh em luôn à, Đặc biệt là chiếc này thì cái sợi dây tóc của con này Thì được làm uh, Vành tóc thì được làm bằng uh, Kim Shroom 510 từ Coban và Niken Thì hoàn toàn miễn nhiễm với từ trường Dẻo dai và khá là chắc chắn Và độ sai số cho phép là từ uh, Dương 15 đến sấp xỉ 25 giây Một ngày nhưng mà thông thường thì nó sẽ dưới 15 giây một ngày Nói chung là với chiếc này Thì nó sẽ có một cái mức độ sai số rất là ổn định cho anh em Với một cái tầm tiền 10 triệu 200 nghìn Thì anh em cầm Bằng này tiền ra để mà mua một chiếc đồng hồ mới từ hãng thì chúng ta chỉ mua được một số những cái dòng máy 4R của nhà Seiko thôi, 4R35 bản thường thôi. nhá Nên là em nghĩ là với cái dòng máy 6R15 mà nó lại là một cái phiên bản ngừng sản xuất thì em nghĩ là đây là một cái deal rất là ngon cho anh em có thể lên tay. À, trong cái dịp Tết Nguyên Đán sắp tới và đặc biệt là với một bộ dây trang bị là một bộ dây thép đúc à, cuộn tròn như thế này à, càng gia tăng cái cái độ bền và nó làm cho hoàn thiện cái đồng hồ nó rất là đầm tay anh em nhé. Anh em chú nào mà muốn lên tay trước này muốn sở hữu em nó sớm thì có thể liên hệ sớm nhất để đặt hàng bởi vì là sắp đến ngày Tết rồi thì à, để cho anh em một cái mức giá tốt nhất là 10 triệu 200 trăm nghìn anh em nào liên hệ. Uh, anh em liên hệ sớm nhất thì em sẽ giao lưu cho em một cái mức giá tốt nhất Và anh em uh, vui nào cọc trước tối đa cho em từ 1 cho tới 200.000 để em gửi hàng đi Cảm ơn em rất là nhiều Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở những video tiếp theo Xin cảm ơn